hello anh em thì uh, như anh em đã biết thì dạo gần đây mình dành khá là nhiều thời gian nghiên cứu cái vấn đề liên quan đến chơi coi thì mình cũng biết là cái việc chúng ta kinh doanh chúng ta làm tất cả mọi thứ ấy, thì chúng ta cần một cái khoản nữa gọi là khoản đầu tư thì mới có thể là uh, dư giải về tài chính được thì sau khi mình ngồi mình nghiên cứu về các loại thể loại đầu tư ấy, thì uh, có rất nhiều cách đầu tư nhưng mà mình thấy là cái việc đầu tư coin là một trong các loại đầu tư mà mình cảm thấy là nó dễ dàng đơn giản nhất thì mình đã có cái video nói là lý do tại sao mà anh em kinh doanh anh em buôn bán bán hàng shopee rồi online giống như anh em mình á là nên đầu tư vào coin thì nhắc lại một chút đó là thứ nhất đó, là nó sẽ giúp anh em là bắt đầu với một cái số vốn rất là nhỏ mấy triệu anh em cũng có thể bắt đầu được cái thứ hai đó là cái khả năng x vốn cao mấy triệu anh em cũng có thể đầu tư chứng khoán được nhưng mà để mà x vốn đó, tức là tăng kiếm được nhiều tiền đó, thì coi là nhiều nhất anh em có thể ích khoảng là vài chục lần thậm chí cả trăm lần hàng nghìn lần vẫn có cái đồng coin có cái khả năng này chứ còn lại chứng khoán thì không thể vài chục phần trăm một năm là kinh khủng lắm rồi rồi là đất đai này kia thì đương nhiên là chúng ta không thể bắt đầu với một cái số vốn nhỏ được Thế thì coi uh, có rất là nhiều cách để đầu tư và kiếm tiền thì trong cái video ngày hôm nay á, thì mình muốn chia sẻ với anh em cái phương pháp cái, những cái cách mà anh em phải kiếm tiền ở thị trường coi thực ra là mình đã có một cái video nói về vấn đề này rồi thế nhưng mình muốn là uh, kỹ lại một chút tại vì cái hôm đó mình làm cái video đó, đấy á, thì vẫn còn một số thứ mà, mà có thể là các bạn chưa hiểu rõ thì hôm nay mình sẽ làm kỹ lại cho anh em xem thì ở đây thì mình có một cái map như này anh em ạ ở trong này thì mình chia làm cái việc uh, để mà nắm giữ cái đồng coi ấy, để có được cái đồng coi trong tay để mà kiếm mức tiền đó thì nó gồm uh, hai phần phần thứ nhất đó là anh em có thể đào nhá, đào coi cái phần thứ hai là anh em dùng tiền anh em mua thì đào coi thì đầu tiên mình sẽ đi vào phần đào coi đào coi thì chắc là anh em cũng biết rồi nghe cái thuật ngữ đào coi nó không còn gì gọi là xa lạ xa xôi với anh em nữa rồi vụ như anh em chỉ cần rớt chữ đào coi Đấy. Ở trên google thôi anh em và anh em thấy rất là nhiều này rồi. chứ bản thân mình cũng là một thằng đã từng từng làm cái cái hệ thống trâu đào coi rồi. những cái loại máy này mình đã từng đào hết rồi mình đã từng sử dụng và và đào coi rồi. thế thì chung quy lại là đào coi là một cái thuật ngữ diễn tả cái hành vi cái, 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 cái hành động đó là chúng ta sử dụng các cái, cái nguồn lực của chúng ta để chúng ta đi kiếm lại cái đồng coi chúng ta đánh đổi thôi anh em nghĩ đơn giản là đánh đổi thay vì việc chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua coi thì chúng ta sẽ mua máy móc và chúng ta uh, đào coi để đổi lấy đổi cái công sức mà chúng ta đào ấy để lấy cái đồng coi anh em chỉ cần nghĩ đơn giản vậy thôi chứ còn lại về sâu xa thì nó rộng lắm mình không cần quan tâm đến sâu như vậy mình chỉ cần biết là à, chúng ta vẫn phải mất tiền điện đúng không vẫn phải mất công đầu tư máy móc thì mới có thể là nắm giữ những cái đầu ethereum được nó có đồng đồng coi được đúng không thế thì uh, chẳng qua là chúng nó cân đối là cái nào là cái giúp chúng ta mà lợi nhuận cao hơn thôi đào lợi nhuận cao hơn hay là lên mua nói cùng là bỏ ra 100 triệu thì chúng ta nên mua bỏ 100 triệu đó chúng ta mua máy móc và chúng ta đào hay là chúng ta bỏ 100 triệu đó chúng ta mua luôn cái đồng coi và chúng ta nắm giữ đấy rồi thì đào này cũng rất là nhiều kiểu nhé ạ đào tại vì đào nó chỉ là một cái thuật ngữ thôi mà chứ nó không phải là một cái từ mang tính là là uh, thể hiện một cái gì cả nó chỉ là một cái thuật ngữ thôi chúng ta có thể đào bằng máy vật lý giống như này đây đây là con máy vật lý hoặc là chúng ta có thể đào bằng cái máy ảo nhớ ví dụ như chúng ta đào coi bằng máy ảo ấy mình đã từng đào rồi đào coi bằng các loại hệ thống vps ở trong này thì hiện tại bây giờ thì những hình ảnh để mô tả được cái việc đào coi bằng máy ảo thì nó khó, rất là khó nhưng anh em tưởng tượng là nó đào coi không phải thông qua các máy vật lý này mà nó, chúng ta có thể dùng tiền để đi thuê thuê lại cái máy của thằng khác để chúng ta đào thì anh em thấy là có rất là nhiều thằng đa cấp nó lợi dụng cái, cái cách này và lợi dụng cái việc mà anh em không hiểu được cái điều này ví dụ như là À, mấy cái thằng như kiểu là cái gì mining á ở Việt Nam ngày xưa đó Sky mining đúng không Sky mining là một thằng đa cấp lừa đảo nó cũng bốc phép là nó đào coi Thế nhưng thực tế là là không phải nó lừa thôi nó đào ảo thôi đấy mình chúng ta đào đào ảo thì chúng ta có thể là chúng ta tự setup cái máy ảo cho đào giống như bọn mình tự đi mua VPS về để bọn mình đào hoặc là anh em cũng có thể thuê lại máy ảo của thằng khác thuê lại vps của thằng khác thì cái này nó hơi chuyên sâu thì chắc là anh em cũng không nên cần phải tìm hiểu kỹ em gì nếu mà anh em muốn đầu tư vào đào á thì mình khuyên anh em là chúng ta có thể đào bằng cái phương pháp là mua máy máy vật lý và chúng nó đào hay là hiện tại bây giờ có rất nhiều cái hình thức như là kiểu như là ops rồi là kiểu mấy cái kiểu là 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 đào stack các thứ ấy sotec coi thử ở trên mấy cái sàn như ba lần này kia những có những cơ chế sotec thì đấy cũng là một cách mà chúng ta có thể đào được ở đây thì mình quên mình không biết rồi đâu nhưng mà anh em có thể sử dụng cái phương pháp đó để đào nó coi được tức là dùng hạ kết hợp rất là nhiều những cái đồng coi để đào. Cái như anh em đầu tư của nó để lãi vậy hiểu như vậy thôi nhé. một cái cách nữa dành cho anh em nào mà chưa có điều kiện đầu tư nhiều tiền đó thì đó có những cái đồng, hình thức như là Airdrop này hoặc là uh, Bonus coin tức là sao là mỗi một cái đồng coi thì nó đều có cái khoản phí chẳng hạn như là À, một cái đồng coin nó phát hành 100 triệu coin đi thì nó sẽ bỏ ra khoảng độ một triệu cái đồng coin đấy cho cái việc đó là marketing thì trong marketing thì ai tức là uh, mời cho mọi người dùng thử chẳng hạn tặng cho mọi người dùng thử chẳng hạn thì cũng là một cách để marketing rồi affiliate tức là mời uh, người ta mời được những người đến người khác tới biết đến đồng coin của mình thì mình sẽ tặng một phần thưởng thì cái đấy gọi là affiliate bonus coin cũng vậy cho tặng cho người ta Đấy. rồi là làm các nhiệm vụ như là chơi game rồi là like fanpage rồi like telegram à, follow uh, twitter đấy tất cả những cái điều á gọi là làm một cái nhiệm vụ gì đấy rồi là like uh, follow kênh youtube chẳng hạn thế thì làm cái nhiệm vụ thì họ có thể là tặng cho mình những cái đồng coi như vậy à, nhờ những cái công việc của mình làm thì cái cách này những cái cách này thì chung quy lại thì mình gọi nó là đào coi đấy thì anh em nào mà cái này thì mình nghĩ là, là cho anh em nào có nhiều xác định đầu tư nhiều này và có thời gian thì chắc là mới làm được những cái này còn lại hầu hết thì anh em hay quan tâm đến vấn đề là mua luôn đấy tớ là, là mua và nắm giữ đồng coi luôn thì đây thì mình nói đến tức là để mà nói về kiếm tiền ở thị trường về về, về coi ấy, thì mình thấy là vô cùng rộng mình đã tham gia thị trường coi từ 2015 2016 nhưng mà đến bây giờ thì thực sự là nó quá rộng anh em ạ nó quá nhiều lĩnh vực có thể kiếm được tiền quá nhiều những cái 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 cái, cái, cái chốt cái cái gọi là cái nốt để anh em phải kiếm được tiền Thế đơn giản là mình có những người bạn của mình là chỉ có ít trang ít trang tức là mua đi bán lại cái đồng USDT để cho anh em anh em đầu tư coi á, cũng như mình muốn đầu tư thì mình phải bỏ tiền Việt Nam đồng ra mua USDT thì mỗi một 1.000 một USDT hỏi tranh lệch có một tí thôi họ tranh lệch khoảng độ tầm vài đô thôi nhưng mà một ngày họ giao dịch hàng triệu anh em ạ hàng triệu đô á, thì cái lợi nhuận nó rất là lớn đấy thì đấy cũng là một cái nút mà những người kiếm được tiền đấy nhiều lắm bây giờ mình nói là câu chuyện là à, nếu mà mình bảo là mình chia sẻ các cái phương pháp để kiếm tiền ở thị trường này thì nó nhiều vô kể chắc là ngồi kể mãi không hết được bởi vì mỗi người sẽ có cái cách riêng cái tút cái tip riêng đúng không À, rồi ok thì bây giờ mình sẽ quay lại là những cái mảng chính thôi ở đây thì có cái mảng gọi là mua bán là cái mảng gọi là sôi động nhất kiếm được nhiều tiền nhất và nhiều người tham gia nhất dễ làm nhất thì mua bán này cũng làm hai phần phần đầu tiên đó là anh em lên trên sàn anh em mua đấy, anh em thấy à bitcoin ok mình cảm thấy nó tiềm năng nó có thể lên được 100 k tôi bỏ 100 triệu vào tôi mua mua bitcoin và tôi nắm giữ nó đến khi nào 100 k thì tôi bán ra đúng không thế thì đấy là cái đầu tiên đó là cách mua để để giữ đúng không? mua để giữ này thì chúng ta chỉ cần biết được là à, mình mục tiêu của mình là bao nhiêu tiền mục tiêu của mình là mình bỏ 100 triệu ra thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền hoặc là mình mua mua cái đồng coi này thì mình giữ nó tới tới khi nó tăng giá bao nhiêu rồi mình tìm hiểu kỹ về đồng đồng coi đó và mình mình mua nó thì mình chỉ cần biết những thứ rất là đơn giản như thế thôi đấy để chúng ta phải mua được hô được rồi hoặc là chúng ta mua theo kiểu như là phô phô người ta bảo nói hoặc là chúng ta mua những coi tốt như mua ethereum này mua mua bitcoin này chẳng hạn thì cái này mình thấy khá là dễ nhưng mà cái biên độ lợi nhuận thì nó sẽ không thể cao được anh em ạ nhưng ngược lại thì rủi ro nó thấp thấp anh em tức là cứ cái gì mà lợi nhuận cao thì phải rủi ro nó rất là cao nhưng cái gì mà lợi nhuận mà nó thấp ấy, thì rủi ro thấp đấy và có thể là lợi nhuận cao nhưng quăng trong quãng thời gian rất là dài ví dụ như bitcoin anh như là mua bitcoin từ quãng ba đúng không thì đến bây giờ là 60.000 thì em x 20 nhưng mà trong thời gian là hai năm ba năm chẳng thế thì không biết vàng đâu mà móc ở cái thị trường này cả nên chúng ta cũng không thể nói trước được điều gì hết chúng ta chỉ biết là à, có một cái cách đó là mua và xong mình giữ đó và đợi nó tăng giá thì chúng ta bán thôi chơi lướt chơi lướt tức là sao tức là anh em mua vào bán ra liên tục và chẳng hạn như hôm nay mình mua với giá 10 thì bao giờ đến giá 11 thì mình bán luôn tức là mình mình liên tục mua vào bán ra ở trong giai đoạn ngắn hạn đấy còn lại hô thì nó sẽ là giai đoạn rất là dài ạ thì có thể ngắn hạn lướt nhưng mà nó vẫn có thể x x đôi x ba là chuyện bình thường đấy à, chơi lướt này thì cũng có nhiều cách chúng ta phải chơi bằng bốt như mình mình có một cái video giới thiệu là cách để chơi coi bằng bốt á chẳng hạn như đây mình cho anh em xem cái con bốt của mình thì thực tế là uh, cái con bot này thì mình gần như là mình cứ cài xong mình bỏ đấy cho nó đánh tự động thôi và mình cũng khuyên anh em là anh em phải để ý thật là kỹ bởi vì là cái từ bot chơi này đang bị bọn la cấp nó làm thị trường rất là nhiều hầu hết các cái con bot thị trường á, đều là con đa cấp hết bot anh em không chứ không hiểu bản chất của bot là anh em chúng kêu lừa của nó luôn á anh em xem lại cái video mình nói về bản chất của cái việc bot chơi đó là gì nhá thì đây mình gọi như là mình cho anh em xem cái con bot của mình thì con bot này thì mình đầu tư cách đây khoảng tầm hơn một tháng rồi anh em ạ hơn một tháng từ cái lúc mà mình làm vui cho anh em xem ạ hơi lag nhỉ tí nữa nó nó hết lag thì quẹt xem nhá À, ok à, tiếp theo là chơi tín hiệu chơi tín hiệu từ sao là anh em hay vào các cái nhóm hoặc là lên facebook ấy, ở trong các nhóm ấy, thấy người ta bảo mua con nào thì mình mua theo con đấy thì cái gọi là chơi tín hiệu chơi cửa phô mô theo cái cách này thì cũng là một cách rất là hay dành cho anh em nào mà không có quá nhiều thời gian mà mình vẫn muốn là chơi ấy, thì mình có thể lên mình phô mô theo anh em bọn đã mua cái gì thì mình mua cái đấy cách này thì à, nói chung là khá là kiểu như là nguy hiểm bởi vì mình không hiểu một cái gì hết mà mình, tự nhiên mình đáp, đáp tiền vào thì nó cũng hơi ghê nhưng mà uh, cái mùa up trend này á, thì gần như con nào cũng bay nên là cái tỷ lệ thắng anh em rất là cao và cái điều này thì mới là kỳ điều đáng sợ mình bị tư tưởng đắc thắng mua con nào cũng thắng á. nên là mình mua rất là bừa thì đến một lúc của đó mà cái trend up trend này nó nó hết cái là anh em gãy luôn thì anh em phải rất là để ý cái việc mà mua theo tín hiệu của nó nhé mua theo, chơi theo phân tích thì cái này mình thấy là cái mà bền và hay nhất đó là anh em học và nghiên cứu cách phân tích kỹ thuật thực tế là dù anh em chơi lướt chơi hô hay là chơi bốc bốt hay chơi tín hiệu thì cái việc mà chơi theo phân tích này nó vẫn là cái căn cái cốt cái lõi khi anh em biết được cái điểm nào là điểm vào điểm nào điểm ra nếu vị thế mua đó tốt hay xấu thì uh, kiểu gì nếu mà tăng á, thì nếu mà cái đồng coi nó tăng á, thì anh em sẽ có cái điểm chốt lời tốt nhất mà cái coi nó giảm thì anh em biết cái chỗ nào cắt lỗ tốt nhất thì cái này mình khuyên là bất kỳ em nào tham gia vào thị trường chơi coi thì cũng nên nghiên cứu kỹ nhất có thể nhá Ồ cái thằng này tự nhiên hôm nay giới thiệu cho anh em thì đang bị lỗi không phải là xem được chả nhớ tại sao Rồi, lúc khác xem nhá OK. Uh, tiếp theo là cái 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 này là một cái mà mình hay rất là hay chơi đó là mua trước khi mà nó lên sàn. Thì hai cách mà mình hay chơi nhất hôm trước mình có viết một cái bài trên Facebook của mình á trên Facebook của mình mình viết một cái bài về về chơi coi đó là lý do tại sao mà mình đã x3 được được ba tài khoản uh, trong vòng một thời gian rất là ngắn thì mình có nói đến hai cái mà mình hiện tại mình đang tham gia thứ nhất đó, đó là mình chơi coi theo kiểu là bốt chơi thì cái này thì thật ra nó không x được nhưng nó mang lại cái dòng tiền rất là ổn định đấy cái thứ hai là mình đang chơi mà nó giúp mình x tài khoản rất là nhanh đó, đó là cái việc của mình mua được các đồng coi trước khi mà nó lên trên sàn đấy thì cách để mua được các cái đồng coi trước khi lên sàn thì cách đầu tiên là chúng ta có thể mua ngoài chợ đen thì cái này thì khá là khó bởi vì là bây giờ hẳn gần như á, gần như sẽ không còn những cái coi đa cấp này kia như ngày xưa để mà mua nữa cái thứ hai là anh em phải điêu được giá và mua ở những cái vòng gọi là vòng private vòng mà, mà nó chưa public á, thì chúng ta có thể mua được dưới cái dạng kiểu chợ đen là chẳng hạn như IDO, ICO họ bán là một đô thì mua ở chợ đen những cái vòng mà, mà private chẳng hạn nó phải mua được cái giá tốt hơn một chút cho cái điểm vào rất là tốt thì cái vị thế mua cao như vậy cái vị thế mình vào rất là tốt rồi thì mình uh, nắm giữ và mình lợi nhuận nó sẽ cao hơn ngoài ra thì chúng ta có thể mua ở những cái dịp sale ở dịp sale tức là những cái vòng mà nó bán uh, giảm giá chẳng hạn thế thì chúng ta có thể mua uh, thường là những cái vòng IDO là những cái vòng gần như là cuối cùng tức là nó đã public trên sàn rồi chẳng hạn như anh em có một cái, mình có một cái sàn mà hôm trước mình cũng hướng dẫn anh em á Đấy, sàn Probit chẳng hạn thì nó có những cái IEO AI, này đây à, cái này thì là nó cũng là một dạng giống như ICO thôi nhưng mà ngược lại thì được sàn họ bảo chứng rồi Đấy thì mua ở trên này thì những cái rau mà thì uh, nó sẽ chắc chắn hơn cho anh em. Thế nhưng mà ngược lại thì cái cái cơ hội ích x thì nó sẽ không cao bằng ở trên kia hoặc x cũng không được ít nhiều bởi vì là khi mà đã lên lên trên này rồi á, thì cái thông tin nó rất là public rất là nhiều người biết và rất là nhiều người mua. Thì nhiều người mua dẫn chuyện là khá khó để mà cái đồng coi đấy nó nên nó có thể tăng trưởng nhanh được bởi vì lúc mà lên sàn phát là nhiều người mua mà nên nhiều người nắm giữ thì họ sẽ xả thì anh em rất là hiểu dự án thì mình dám ôm lâu dài được thì đấy cũng là một cái mà anh em có thể ngồi và, và suy nghĩ Ồ hiện tại thì mình không thể xem được uh, ở trên trang web được lúc khác mình cho anh em xem nhá đấy một xe được cũng thế thì đấy là rất là nhiều những cái cách để chúng kiếm tiền từ từ cái thị trường gọi là thị trường coi này nhiều lắm anh em ạ thì mình muốn chia sẻ như vậy để anh em hiểu được. để có rất nhiều anh em nhắn tin cho mình hỏi là không biết bắt đầu từ đâu á thì đơn giản thôi anh em hãy đi học những kiến thức rất là cơ bản, những cái thuật ngữ cơ bản là đào coi là cái gì, mua bán coi như thế nào, lập tài khoản ra làm sao này, đấy, bốt chơi là phải gì này, phân tích kỹ thuật là gì này, rồi làm sao để mua được ICO, IDO, rồi làm IEO mình có làm sao mua được mua được sale những cái phòng private làm sao để mua được những đồng coi private đấy thì mình cứ làm mình cứ tìm hiểu dần 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 các cái từ khóa như vậy là mình sẽ có được uh, các kiến thức những cái kỹ năng những cái kinh nghiệm để mình có thể là mình chiến thắng trong trường này cái trường này thì mình quan tâm đến hai vấn đề nhất đó là một là mục tiêu của bạn là gì dạ mình vào một nghìn đô chẳng hạn thì mục tiêu của mình là là lãi bao nhiêu trong thời gian bao lâu đấy là mục tiêu rồi sau khi có mục tiêu rồi thì mình sẽ lựa chọn về thì để mà hoàn thành cái mục tiêu mà lãi x2 trong vòng 3 tháng hả thì mình phải lựa chọn những dự án cái mức độ rủi ro nó ra sao không thể nào mua một cái đồng coi mà mức độ rủi ro nó rất là thấp mà rất là mong muốn và ích rất là nhiều lần trong một thời gian ngắn như vậy được đúng không vậy thì cái rủi ro này mình có chịu được, được hay không tức là cơ hội mà mà được thì như vậy nhưng nếu mà mất trắng một nghìn đô thì mình có chịu được hay không cái số tiền đó mình có chịu được hay không thì mình khuyên anh em là nên mua bằng, bằng 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 mua coi á bằng số tiền mà các bạn nhàn rỗi các bạn có và các bạn sẵn sàng mất cái đồng cái cái khoản tiền đó cũng không sao đó. thì là tốt nhất. chẳng hạn như mình đi một tháng, tại vì mình bán hàng shopee vào một tháng thì mình cứ vào khoảng độ tầm hai ba nghìn gì đấy, đấy thì uh, dư giả thì mình cứ vào hai ba nghìn thì được thì là được mà mất thì là mất, tức là nó không ảnh hưởng đến cái công việc kinh doanh, không ảnh hưởng đến tâm lý của mình, không ảnh hưởng đến gia đình vợ con mình, đấy thì là mình chơi thoải mái. anh em cứ coi như là một một, một cái kênh đầu tư dài hạn mình có thể đầu tư cả mình ôm một cái đồng coi nó tụt 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 tụt, tụt, đến đáy chăng nữa mình vẫn có thể ôm được trong vòng vài ba năm là chuyện bình thường thế thì mình chơi được tại vì là uh, trước đây thì mình đã có từng có thời gian từ hai mươi sáu hai bảy mình đã từng có thời gian mình chơi cái thị trường coi này mình kiếm rất rất nhiều tiền rồi Đấy, nói rất là nhiều tiền rồi và sau đó thì mình đã mất hết tất cả mọi thứ và cuối cùng là mình quay về mình bán hàng online đây mình đã kể câu chuyện này cho anh em rất là nhiều lần rồi thế thì chung quy lại đó là coi thì nó vẫn chỉ là coi thôi đầu tư nó chỉ là đầu tư thôi còn cái công việc chính anh em làm hàng ngày thì hãy tập trung vào nó là còn đầu tư thì anh em hãy bỏ một cái phần tiền mà mình sẵn sàng có thể bị mất trắng đó, ra để đầu tư và đây là những cách mà anh em có thể nghiên cứu và đầu tư được mình khuyên khuyên anh em thứ nhất là nên đầu tư vào những cái nào mà mình mua và hô cái thứ hai là mua những cái đồng coi nào theo kiểu là mua trước khi nó lên sàn mua ICO mua IDO rồi là mua những cái vòng uh, đây những cái vòng IAO uh, các thứ như này là mình mua những cái vòng như này thì cái vị thế các thứ của mình sẽ tốt hơn mình mua mình nắm giữ lâu dài hơn. Ngoài ra mà anh em nào mà uh, chưa có nhiều điều kiện mà muốn là uh, đầu tư vào vào coi mà có thể tạo ra một cái nguồn thu nhập nó ổn định một tí, nó có thể là dài hạn kiểu như là ổn định và dài hạn một tí thì anh em thể là tham gia nghiên cứu mấy cái liên quan đến đến uh, đầu tư bằng bằng bot thì uh, tôi tiệm video này thì mình sẽ mở luôn xem có mở được không cho anh em xem bằng điện thoại bởi vì là ở trên máy tính thì nó đang bị lag đây đây anh em có thể nhìn đây này không biết là anh em có nhìn được kỹ không hai em nhìn này, Đó. thì ở đây thì ngày hôm nay thì à, nó thống kê là mình đã thắng được 12 đô anh em ạ, à, tổng trong tháng vừa rồi ấy, à, tổng từ trước đến giờ là là 424 đô, tức là thật ra là cái này thì mình cũng mới cho cái đây hơn một tháng thôi, một tháng mình tính sơ sơ là được lãi khoảng tầm 20 phần trăm, À, đấy đấy là cái thằng chơi coin, vốn là một nghìn thì cái thằng này thì mình chỉ làm một nghìn rồi mình để mình nghịch thôi cho mỗi tháng mỗi ngày nó kiếm được 10 20 đô có hôm cưới được, được 20 đô có hôm được 30 đô tùy thị trường nó tăng giảm và cũng là tùy là do mình cài thuật toán nữa thì anh em có thể tìm cái video là hướng dẫn cách cài á cái này thì mình không dành thời gian nhiều đâu mình chỉ cài một lần sau mình vứt đấy thôi được thì được không được thì thôi kiểu thế ngày nào đánh được thì ăn không đánh được thì thôi nó cũng không chờ mình vứt một nghìn đây thì hôm nọ mình kiểm tra tài khoản á, thì bây giờ lên tầm một nghìn tư một nghìn rưỡi đấy trong vòng uh, hơn một tháng thì mình cứ vứt đó thôi uh, thực ra là mình mua đầu tư vào trong này á, là mình kệ kệ cho nó thật như cho đánh tự động luôn tăng trưởng bao nhiêu thì tăng trưởng không quan tâm lắm mình thì mình kiếm được từ cái cái bài viết này, này x3 tài khoản là từ cái việc mà mua coi ICO đó, anh em phải nghiên cứu kỹ vào cái này nhá Ok thì uh, chắc là cái chia sẻ ngày hôm nay cũng cáo quá là nó nó dài rồi thì hẹn anh em ở một cái video khác nói về cách kiếm tiền ở thị trường coi nhá bye bye